nhiệm vụ lần này nguy hiểm. Nếu các ngươi có ý định rút lui, đại tướng, chúng ta sẽ chiến đấu đến chết để hoàn thành sứ mệnh. Tốt, uống xong chén rượu này, các ngươi sẽ có nước mà không thể về, có nhà mà không thể ở. Còn muốn uống nữa không? Uống. Uống chén rượu này, vì đất nước, vì thiên hạ. Các ngươi không thể phụng dưỡng cha mẹ, không thể đoàn tụ với thê tử. Còn muốn uống nữa không? Uống. Hy sinh cái nhỏ để bảo toàn cái lớn. Tốt. Hôm nay, uống cạn chén rượu đầy. Ta ở đây chờ. Các ngươi thắng lợi trở về. Cạn. Ngồi đây hả? Đao phổ ở trong phòng của Matsuura Ryuichi. Đêm nay ta sẽ hành động. Nhớ rõ dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng hành động theo cảm tính, tránh bị bạo lộ danh tính. Nếu không, kế hoạch của thích tướng quân sẽ thất bại. Đợi ta lấy được kiếm phổ, trong thung lũng phía sau trại sẽ có người đến tiếp ứng. Thiết Anh, ta với đệ là huynh đệ, có một chuyện ta muốn nhờ đệ. Nhớ rõ lời ta nói hôm nay,
Tuyệt đối đừng quên. Nhớ kỹ đấy. Tên của ngươi là Hàn Đại Bưu. Ngươi kế vị Bát Quái Kiếm. 2 năm trước ngươi gia nhập quân đội của Thích Kế Quang, có đúng không? Ngươi biết không ít nhỉ? Vậy còn nhiều lời với ông nội ngươi làm gì? Nói, Thích Kế Quang phái ngươi tới đây làm gì? Nói cho ngươi biết, không thể hoàn thành nhiệm vụ của tướng quân giao cho, ta chết không nhắm mắt. Muốn chém muốn giết, tùy ngươi. Giết hắn. Ngươi có nhận tội không? Không nhận thì ta để chúng tự đi ra. Có nhận không? Ta hỏi lần nữa, có nhận không? Giết hắn, xông lên. Bắt hắn. Đại ca, bắt tận dụng cơ hội để trốn thoát. Nhanh đánh trả, đừng làm chúng nghi ngờ. Âm lưu đao phổ ở sau bức tranh của Matsuura Ryuji. Cẩn thận có bẫy, đại ca, bao vây chúng cho ta. Dựa vào đệ đấy.
thưởng cho công lao của ngươi, ngươi xứng đáng nhận nó. Thưa ngài, chuyện hôm nay có vẻ như có người đã bí mật giúp hắn. Gửi thêm nhân lực để bảo vệ, ra lệnh cho thêm người thăm dò khu vực xung quanh trại. Trời sáng rỡ trại. Cuốn cẩm nang âm lưu ở sau bức tranh của Masuura. Cẩn thận có bẫy. Ông Masuura, như đã thỏa thuận, có thể giao kiếm phổ cho tại hạ mang về được không? Giao ước của ta với Hắc Phong, chính hắn đã giúp ta tìm ra bọn gián điệp. Không phải Hàn Đại Bưu đã bị xử tử rồi sao? Hắn không phải người cuối cùng. Phải nói thế nào nhỉ? Có người đã dùng ám khí cắt dây. Vì vậy vẫn còn gián điệp chưa lộ diện. Yên tâm đi, kiếm phổ sớm muộn cũng sẽ trao cho Hắc Phong. Hắc Phong ngày càng mạnh, đối với ta chỉ có lợi mà không có. Nhưng trước đó, các ngươi hãy làm cho ta một việc nữa. Nhưng mọi kế hoạch đều được viết trong đó. Nói cho Hắc Phong, việc này mà thành, Võ Lâm Giang Nam tất sẽ loạn. Khi đó, âm lưu đao phổ sẽ là của hắn, Võ Lâm Giang Nam tất là vật trong tay hắn. Một khi kế hoạch của ta thành công, Thiết Kế Quang Tiến không được lùi không xong, nhất định sẽ bại trận. Vu Tam, hóa ra ngươi là tên gián điệp cuối cùng. Nếu ngươi đã tự chui đầu vào giọ, thì ta cho ngươi tọa nguyện. Người đến tiếp viện cho ta à? Bớt phí lời. Vu Tam, giao kiếm phổ ra đây, bằng không ta sẽ chém ngươi thành nghìn mảnh. Bọn giặc oa nhà ngươi, nghe cho rõ đây, ông nội ngươi tên là Thiết Anh. Muốn mạng của ta, có giỏi thì đến mà lấy. Đừng liều lĩnh. Sau núi có ngựa do ta chuẩn bị, ngươi đi trước đi, ta sẽ đi sau. Đi nhanh lên. Giết hắn. Bắt lấy chúng, lấy lại kiếm phổ, ta sẽ xé xác chúng thành từng mảnh. Ngài đừng kích động, chỉ cần loan tin là Thiết Anh đã vì vinh hoa phú quý mà phản bội huynh đệ, để Thích Gia Quân không tin tưởng hắn, càng không có chỗ đứng trong giang hồ. Chúng ta có thể nhân cơ hội lấy lại cuốn cẩm nang.
Lan muội, chúng ta nghỉ ngơi tí rồi hẵng lên đường. Nào, uống, rót đầy. Nào, nào, uống đi. Ông chủ, trà, mang bình có liền. Các ngươi nghe nói chưa? Có kẻ phản bội ở Ngũ Hổ Môn. Người ngươi nói đến là Thiết Anh à? Đúng, chính là hắn. Người ta nói rằng ngay cả người huynh đệ thân thiết nhất của hắn là Hàn Đại cũng chết dưới tay hắn ấy. Mời ngài dùng món nương nhờ bọn giặc qua. Đúng vậy, quả là tên cặn bã. Nghe nói Ngũ Hổ Môn vì hắn mà loạn cào cào cả lên. Sư phụ của hắn Trác Bất Quần vì chuyện này mà tức ói máu mấy lần rồi. Hừ, cái thứ cặn bã này, cái người xúi dục hắn cũng có hơn kém gì. Lan muội, trên đường đi. Mọi người đều nói về Thiết Anh. Chuyện này chắc chắn là thật rồi. Xé nát cả tim của hắn luôn. Thật hay giả? Gặp ca ca của tôi là biết thôi mà. Nhưng nếu đó là sự thật thì sao? Với lại chúng ta làm sao tìm thấy anh ấy đây? Đúng, đúng, đúng. Đừng quan tâm nữa, ăn đi, ăn đi. Lan muội đừng buồn, cũng có thể chỉ là tin đồn trên giang hồ mà thôi. Nếu nó là sự thật, ta nhất định sẽ chém tên khốn ấy thành từng mảnh. Đây là doanh trại quan trọng, người đến xưng tên đi, ta phải gặp Thích tướng quân. Ta phải gặp, ngươi là ai? Thiết Anh. Thiết Anh. Nhanh. Thiết Anh, ngươi vì Vinh Hoa mà phản bội. Còn mặt mũi quay về đây à? Ta không hề phản bội. Nói nhảm gì vậy? Chặt đầu tên khốn nhiệt này đi, tế cho các linh hồn anh. Tướng quân, không bao giờ có chuyện Thiết Anh phản bội đâu. Ai cũng thấy Hàn Đại Bưu chết dưới tay ngươi, ngươi còn ngụy biện. Lúc đó do hoàn cảnh ép buộc, nếu không có sự hy sinh của huynh ấy, Thiết Anh làm sao có thể lấy được kiếm phổ. Bớt nói nhảm đi tên khốn, dừng tay. Đừng nóng vội. Người đâu? Giam Thiết Anh vào ngục, đợi ta xem xét rồi định đoạt. Rõ tướng quân, tướng quân tại hạ bị oan mà. Thật không công bằng, tướng quân, tại hạ bị oan. Tướng quân. Đây là doanh trại quan trọng, phải xưng danh tính. Nguyệt Nương trở về, có chuyện quan trọng muốn báo với tướng quân. Chuyện là thế đó. Vậy bây giờ tên khốn đó ở đâu? Thiết Anh đã bị tống vào ngục. Thích tướng quân muốn làm rõ mọi chuyện rồi mới đưa ra quyết định. Hàn cô nương, doanh trại quan trọng không được xông vào. Nếu không, chúng ta không những không giết được tên khốn Thiết Anh đó mà có thể còn bị Thích tướng quân bắt lại. Lúc đó ta khó mà giúp được cô. Lan muội, chúng ta có thể đánh tên khốn đó, nhưng đừng làm liên lụy tôn tướng quân. Hàn cô nương, ta với ca ca của cô cũng là huynh đệ và sinh ra tử. Nếu không mặc quân phục, tôn mẫu nhân ta sẽ là người đầu tiên giết tên khốn Thiết Anh bằng chính đôi tay của mình. Đợi ta về doanh trại sắp xếp ổn thỏa, rồi giết hắn cũng không muộn. Ca ca của tôi không thể chết oan uổng được. Mọi việc trông cậy vào tôn tướng quân. Đứng lên đi. Đêm nay vào canh hai, ta sẽ điều động lính gác phía sau trại, phái người tới tiếp viện cho mọi người. Nhớ rõ lửa là tín hiệu. Tướng quân, xong rồi ạ. Tướng quân, Thiết Anh không bao giờ phản bội. Nếu phản bội, thì trời đất bất dung. Thiết Anh, ta nhận được thư của Nguyệt Nương rồi. Ta biết ngươi vì trộm sách mà bị thương, để ngươi chịu thiệt thòi rồi. Tướng quân đây đâu tính là thiệt thòi gì chứ. Hàn đại ca bọn họ đến mạng cũng mất rồi.
Tướng quân, chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Hôm nay tại hạ sẽ giao âm lưu đao phổ cho tướng quân. Thiết Anh, ngươi vì nước quên thân. Nhưng bây giờ mọi người đều nghĩ ngươi đã giết huynh đệ của mình. Đầu hàng bọn giặc oa, vì vinh quang mà phản bội bằng hữu. Thiết Anh, ta muốn tâu với triều đình nhà Minh, rửa oan cho ngươi, trả lại trong sạch cho ngươi. Tướng quân, Thiết Anh không cần danh tiếng. Tại sao? Hắc Phong, phải. Hắn không chỉ phản bội Hàn huynh, mà còn cùng Matsuura Ryuichi lên kế hoạch cho một chuyện gì. Tại hạ chỉ biết chuyện này có liên quan đến an nguy của Võ Lâm Giang Nam. Rất có thể sẽ gây bất lợi cho Thích Gia Quân. Bọn họ cũng muốn lấy âm lưu kiếm phổ của gia đình Matsuura. Tôn tướng quân, phòng giam nằm ở góc tây bắc, đã có người mở cửa rồi. Tên khốn Thiết Anh trả mạng ca ca của ta đây. Cô là Khalan, ngươi đi chết đi. Không ổn rồi, có người cướp ngục. Thủ lĩnh, có tin tức đến từ quân doanh. Nói Thiết Anh bị tống vào tù, nhưng đã được cứu. Kiếm phổ bây giờ ở đâu? Thiết Anh chưa giao kiếm phổ, có lẽ vẫn còn trên người hắn. Hiện tại chuyện Thiết Anh phản bội, người trong giang hồ, ai ai cũng biết. Vậy thì thứ quan trọng như vậy, ta đoán hắn sẽ không mang theo bên mình. Bắt lấy hắn, tra hỏi tung tích kiếm phổ, không được. Tính tình hắn khí khái, khó tránh khỏi thất bại. Ta có cách khác. Cứ làm theo kế hoạch trước đã, đừng chừa đường sống. Sau khi xong việc, cho lan truyền, cứ nói là Thiết Anh làm. Mượn tay người khác, để hắn không có chỗ đứng. Chỉ cần hắn có hành tung gì, tìm cách tìm ra đao phổ, sau đó diệt khẩu. Đánh bại giặc oa, ngoài việc giải mã kiếm pháp của chúng, chúng ta cũng cần cải thiện đường kiếm. Trước đó ta đã bàn bạc chuyện này với Âu Cốc chủ của chú kiếm cốc rồi. Chỉ là không có kiếm pháp và kiếm phổ phù hợp. Bây giờ ngươi lấy kiếm phổ về, chúng ta có thể đồng bộ, bắt đầu rèn, chế tạo binh khí. Chỉ là chuyện về Hắc Phong mà ngươi nói. Chuyện này vẫn phải bàn bạc lâu dài.
Ý của tướng quân là Hắc Phong sẽ gây bất lợi cho chú kiếm cốc. Chỗ này khó tìm lắm, tạm thời ngươi cứ ở đây dưỡng thương. Cảm ơn đã cứu mạng, ta nợ cô hai mạng. Chúng ta ai làm việc nấy, đều là tuân theo mệnh lệnh của tướng quân thôi, không thể nói là nợ nần. Ngươi muốn đi đâu? Ta muốn rời khỏi đây, không được. Thích tướng quân bảo cô bảo vệ tôi hay là quản thúc tôi? Đương nhiên là bảo vệ ngươi. Rốt cuộc ngươi đi đâu? Ta đi tìm Hắc Phong. Hắc Phong là ai ngươi còn không biết? Thì tìm từ đâu? Không phải việc của cô. E là ngươi sẽ gặp Diêm Vương. Trước khi gặp được Hắc Phong đấy, cơ thể ngươi không thể hồi phục trong một ngày, không thể rời khỏi thôn. Ngay cả Masura Ryuchi cũng không nghĩ cô có thể à? Tướng lệnh không thể làm trái. Thích tướng quân chưa nói với cô à? Nếu chỉ có hai chúng ta thì ai nên nghe lời ai? Vậy ngươi nói cho ta, rốt cuộc ngươi muốn đi đâu? Bây giờ có hai nơi có thể sẽ tìm được Hắc Phong. Ngươi! Ta nói này, cô cứ đi theo ta làm gì? Thích tướng quân ra lệnh cho ta bảo vệ ngươi. Chúng ta cô nam quả nữ có nhiều bất tiện. Người trong giang hồ đâu có cấm kỵ nhiều như vậy đâu. Ta chịu cô rồi đấy. Vậy ta hỏi cô, nếu tính mạng của thích tướng quân gặp nguy hiểm, cô có đi cứu không hay là giúp đỡ bệnh? Tướng quân sao có thể gặp? Không phải bây giờ, không đầy nửa tháng. E rằng thích tướng quân sẽ gặp họa. Ngươi nói cái gì? Cô giỏi khinh công, lẻn vào trại của Matsuura trước. Sau khi theo dõi chúng nửa tháng, thì có thể biết được âm mưu to lớn để thích tướng quân đi vào chỗ chết là gì. Vậy, ngươi làm sao đây? Ta đến chú kiếm cốc, chúng ta chia ra hành động, nhanh hơn cùng làm. Cô có tin tức gì thì có thể đến chú kiếm cốc tìm ta. Cô do dự cái gì? Ta chết rồi thì cùng lắm là thêm một ngôi mộ. Nhưng thích tướng quân gặp bất chắc gì thì thiên hạ sẽ đại loạn mất. Vậy ngươi bảo trọng nhé. Lan muội, chúng ta nghỉ chân đã rồi đi tiếp. Hơn nữa, mọi người cũng đói rồi. Được, tới đây. Các vị quan khách, mời các vị tới đây. Ngài ngồi đây. Tên khốn Thiết Anh này không lẽ biết biến mất trong không khí? Ta có cách có thể khiến Thiết Anh tới tận cửa. Cách gì? Tạo ra thanh thế, đến sư môn của hắn đòi người. Chắc Bất Quân giao người ra. Nếu không giao ra thì diệt luôn Ngũ Hổ Môn. Ta không tin là Thiết Anh không xuất hiện. Thiết Anh làm ra chuyện tai tiếng như vậy, vẫn còn mặt mũi quay về Ngũ Hổ Môn à? Ngay cả huynh đệ cùng vào sinh ra tử hắn, hắn còn quan tâm đến sự sống chết của sư phụ hắn sao? Dù hắn có trốn dưới địa ngục, ta cũng phải giết hắn một lần nữa. Trên thế giới này, muội muội là người thân duy nhất của ta. Muội ấy tên là Kha Lan, học nghệ ở Thanh Thành từ nhỏ. Nếu như hành động lần này, ta xảy ra chuyện gì, thì giúp ta chăm sóc muội muội nhiều hơn nhé. Lan muội, ít nhiều thì muội cũng phải ăn chút chứ. Rút kiếm.
Thanh kiếm này của ta là do ca ta sẽ không động thủ với cô đâu. Vậy thì dùng máu của ngươi để tế kiếm. Rút kiếm, ta muốn để ngươi tâm phục khẩu phục. Kiếm của ta chỉ dành giết bọn Oano. Vậy tại sao ngươi lại ra tay với ca ca của ta tên khốn? Cô không phải đối thủ của ta. Ta không hề phản bội, càng không vì vinh quang mà phản bội bằng hữu. Đừng nghĩ rằng ngươi tha cho thì ta sẽ tin ngươi. Cô không phải đối thủ của ta. Mối thù giết huynh đệ, không đội trời chung. Ta nói rồi, cô vốn dĩ không giết được ta đâu. Vậy thì ngươi giết ta đi. Ngươi đứng lại. Thiết Anh, sớm muộn gì ta cũng sẽ chém ngươi thành từng mảnh. Tại sao cô không giết ta? Ta giết ngươi thì cũng phải đường đường chính chính, tuyệt đối không lợi dụng lúc ngươi gặp nguy. Tinh khí này của cô có chút bóng dáng của Hàn đại ca. Đừng nói nhảm. Dưỡng thân thể cho tốt, ta phải để trả thù cho ca ca của ta. Cô muốn báo thù như thế? Có muốn biết ta đã giết ca ca của cô như thế nào không? Viết thư gọi ta đến có chuyện gì? Thủ lĩnh muốn biết chuyện về kiếm phổ tiến triển đến đâu rồi. Bẩm báo lại cho thủ lĩnh Matsuura của các ngươi. Mọi thứ đều nằm dưới sự kiểm soát của Hắc Phong bọn ta. Hắc Phong?
thủ lĩnh đã phái các kiếm sư Nhật cải trang đến. Cái gì? Không lẽ Matsuura Takashi không tin tưởng Hắc Phong bọn ta sao? Nhớ rõ trên y phục của bọn chúng có hoa văn hoa mận đỏ, để tránh lúc gặp gỡ phát sinh sai sót. Tên người Nhật đó vậy mà đa nghi quá. Đi. Nói xong chưa? Xong rồi, cả quá trình như vậy đấy. Ngươi nghĩ rằng ngươi tùy tiện kể một câu chuyện thì ta sẽ tin ngươi hả? Câu chuyện đây không phải câu chuyện. Đây là thật sự xảy ra. Lúc đó ca ca của cô đã nhờ ta. Nhờ ngươi cái gì? Quên đi, không có gì. Ca ca ta có phải đã nhờ ngươi phải chăm sóc tốt cho ta? Sao cô biết? Dựa vào cốt truyện, câu chuyện phải được viết như thế. Không, 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 đây không phải câu chuyện. Đây là sự thật. Ta với ca ca của cô là bạn chí cốt. Làm sao ta bịa ra cái cớ để lừa cô được? Ngươi cũng có thể bán đứng. Còn cái gì ngươi không làm được không? Cô nghĩ oan ta rồi. Cô thật sự nghĩ oan cho ta rồi. Đó là tất cả do bọn giặc qua cố tình mượn dao giết người để gài bẫy. Ngươi nói gì ta cũng không tin đâu. Ngươi cứ chờ để chết dưới kiếm của ta đi. Kinh tế cho linh hồn ca ca ta. Đứng lại. Nếu cô muốn báo thủ như thế, vậy bây giờ lấy kiếm giết ta luôn đi được không? Ta nói rồi, tuyệt đối không lợi dụng lúc ngươi gặp nguy. Cô. Phải làm sao đây? Đứng lại, ngươi muốn đi đâu? Ta đang nói chuyện với ngươi không nghe à? Ngươi có lễ độ không vậy? Còn nói không bịa chuyện, đêm qua ngươi yêu cầu ta giết hóa ra là lừa người. Cô không tin lời ta, trách ai đây? Hơn nữa, không phải cô nói không lợi dụng lúc ta gặp nguy sao? Bây giờ trên người ta toàn vết thương cũ và mới, cô giết ta thì không phải là anh hùng. Ta đổi ý rồi, bây giờ ta muốn giết ngươi luôn. Đúng là nữ nhân, nắng mưa thất thường, nói đổi là đổi. Được, vậy ta cũng đổi ý rồi. Ý gì? Ta để cô đi theo tôi, cho cô một cơ hội, để cô biết rằng những gì cô làm hôm nay ngu ngốc như thế nào. Trước đây Hàng Ca luôn nói cô thông minh lanh lợi lại dễ thương, xem ra toàn là nói dối. Bọn chúng là ai? Chúng không phải người nhà mình, là thuộc hạ của Matsuura Ryuji. Ngươi nói chúng là giặc oa, đoán đúng rồi. Chúng là người của ta. Giao kiếm phổ ra, ta sẽ cho ngươi một đường sống. Thứ quan trọng như kiếm phổ, ngươi nghĩ ta có mang theo không? Vậy thì đơn giản rồi, giết hắn rồi tìm kiếm pháp. Hắn là người ta cần giết. Ngươi đừng cướp của ta. Vậy thì cùng giết đi, các ngươi thử xem. Giết ta, các ngươi sẽ không bao giờ tìm ra kiếm phổ. Xông lên cho ta. Giết hắn lấy lại kiếm pháp. Ngay cả Matsuura Ryuji cũng phải tôn trọng ta. Huống hồ là ngươi. Hắc Phong. Bây giờ không thể giết Thiết Anh. Theo kế hoạch của Matsuura Ryuji, vẫn còn đại sự phải làm.
Không sao chứ? Bọn giặc oa này sao lại kỳ lạ vậy? Không quan tâm được nhiều như vậy nữa. Đi nhanh. Ông chủ cho tôi bát mì. Vị cô nương này muốn ăn mì chay hay mì thịt? Trần Thúc, cấp báo cho Thích tướng quân cảnh giác. Bọn giặc oa đã cải trang tiến về phía anh đang gặp nguy hiểm. Giúp tôi chuẩn bị một con ngựa. Tôi muốn nhanh đi hợp sức với anh ấy. Được rồi, một tô mì chay. Cô nương chờ một chút. Mẹ nó, để tên khốn Thiết Anh giành trước rồi. Vừa rồi ta nghe thấy có tiếng, Thiết Anh không chạy xa đâu. Mọi người tìm kiếm, nếu cô đi cùng họ, có phải cũng sẽ nghĩ rằng người ở Chú Kiếm Cốc là do ta giết đúng không? Trịnh sư huynh. Ngươi có thể quay sang bên kia không? Người cô nhanh nhẹn, cô quay đi. Ta tưởng là ai? Hóa ra lại là Trác sư huynh của Ngũ Cẩu Môn. Nhìn xem, đây là chuyện tốt Thiết Anh làm ra. Theo như ta biết, mọi người cũng chỉ mới tới đây. Vậy có ai nhìn thấy? Sư đệ Thiết Anh của ta đã giết người của Chú Kiếm Cốc chứ? Sư huynh, bọn ta nhận được tin mật báo. Nói rằng Thiết Anh đã tàn sát Chú Kiếm Cốc sau khi đến. Quả nhiên mọi người đều đã chết. Còn ai ngoài hắn nữa? Tin mật báo. Vậy Mạnh Dạn hỏi người báo tin đó ở đâu? Người ta chỉ là có lòng tốt báo cho chúng tôi biết. Thì ra người báo tin cho các vị không phải là bằng hữu, mà các vị cũng chưa từng thấy sư đệ của ta giết người. Vậy thì làm sao khẳng định là Thiết Anh giết người đây? Ngoại trừ Thiết Anh làm tay sai cho bọn, còn ai có thể tàn sát Chú Kiếm Cốc? Như tất cả chúng ta đều biết, Âu Cốc Chủ được mệnh tạo ra loại vũ khí có thể khắc chế kiếm Nhật. Bây giờ người của Chú Kiếm Cốc chết rồi, vậy thì không ai có thể chế tạo vũ khí. Chẳng phải có lợi cho bọn giặc oa sao? Các vị đang ăn nói lung tung. Trước khi chưa tìm thấy Thiết Anh ở Ngũ Hổ Môn, xin các vị đồng đạo khắp nơi chớ bôi nhọ chúng tôi. Nếu không thì đừng trách thanh kiếm trong tay Trác ta không coi trọng thể diện giang hồ. Trác sư huynh thật tốt. Nếu đã bao che cho tên nghịch tặc, vậy thì hôm nay ngươi chết thay hắn. Bắt hắn.
Ngươi sẽ không làm hại Trác sư huynh, nhưng nếu bây giờ ngươi đi ra ngoài, mọi người chắc chắn sẽ chết. Cả dừng lại. Trác Bất Quần. Phụ thân. Các vị đều vì Thiết Anh mà đến. Đứa trẻ này là đích thân ta gửi vào Thích Gia Quân. Vì nước giết giặc lập công. Thiết Anh giống như con ruột của ta vậy. Ta biết rõ tính cách của nó hơn ai hết. Mặc dù mọi người ngoài kia đều nói Thiết Anh đã giết Hàn Đại Bưu, nương nhờ bọn giặc oa. Lão Phu hoàn toàn không tin. Ta cũng khuyên các vị, trước khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, kẻ mượn đà Thiết Anh để vu khống Ngũ Hổ Môn, Lão Phu không tha cho hắn đầu tiên. Được rồi, thu lại. Đi ra. Tránh ra. Là thư của Lục Chấn Cương, gửi cho Âu Cốc Chủ của chú Kiếm Cốc. Lục Chấn Cương sớm đã biết Hắc Phong sắp đối phó với Âu Cốc Chủ, nhắc nhở hắn đề phòng sớm. Vài năm trước ta đã gặp Âu Cốc Chủ mấy lần. Hôm nay thoạt nhìn thì không có xác hắn. E cũng là điểm giữ. Cách Thần Quyền Môn bao xa, đi qua ngọn núi này nữa là tới rồi. Lục trưởng môn. Chết chưa đầy nửa giờ. Thiết Anh, ngươi ngây ngốc cái gì đó? Ta không sao.
Ngươi sao vậy? Từ khi ra khỏi thần tuyền môn liền không nói lời nào. Ngươi muốn đi đâu? Rõ ràng ngươi là kẻ thù. Sao bây giờ lại giống như là ta đang nợ ngươi vậy? Lười nói với ngươi. Ông chủ, cho ta một chén trà. Đến đây. Mời đại nhân dùng trà. Sao chú kiếm cốc này nói hủy là bị hủy luôn vậy? Nghe nói thần trưởng môn cũng đã bị diệt môn rồi. Có tin đồn rằng đây đều là do Thiết Anh cấu kết với cao thủ người Nhật gây ra đó. Ta còn nghe nói bách quái môn chuẩn bị tập hợp các đại môn phái lại với nhau. Vội vã đến ngũ hổ môn để hỏi tội rồi, thật không? Ông chủ, đến ngay đây. Từ đây đến ngũ hổ môn còn bao xa? Đi về phía trước khoảng 5 dặm. Cảm ơn. Ta thấy ngươi đúng là tên ngốc. Rốt cuộc ngươi có ý gì hả? Chúng ta từ biệt tại đây đi. Từ biệt ở đây. Ta đang đợi lấy mạng của ngươi đây. Nửa tháng sau, nếu ta vẫn còn sống, nhất định sẽ đi tìm ngươi. Tới lúc đó muốn chém muốn giết, tùy ngươi. Đừng đi. Ngươi muốn đi thì giết ta trước đi. Là ngươi à? Có tin tức rồi đây. Là ai? Cô ấy định xử lý như thế nào? Ngươi là ai? Lén tấn công sau lưng thì có bản lĩnh gì? Đừng làm hại cô ấy. Có chuyện gì thế? Cứ nói đi không sao. Matsuura Ryuichi dẫn đầu các cao thủ Nhật cải trang tiến về phía bắc. Ta vốn tiếp tục theo dõi bọn hắn, nhưng nửa đường lại gặp phải Hắc Phong. Cô đánh nhau với bọn họ rồi à? Bọn họ người đông thế mạnh, lúc đó ta không chỉ có thể rút lui. Nhưng mà ta cần phải nhắc nhở ngươi. Có chuyện gì vậy? Một trong những người dẫn đầu của bị ta ép đánh ra kiếm pháp ngũ hổ đoạn hồn. Ta thấy người đó chưa thức lão luyện, từ đó cho thấy hắn rất có thể là người của ngũ hổ môn các ngươi. Ngươi muốn đi đâu? Ta về sư môn điều tra chuyện này. Ta còn một chuyện nữa muốn nói với ngươi. Trên đường đi, ta còn nghe nói người của bát quái môn đã tập hợp các môn phái khác, vội đến ngũ hổ môn để hỏi tội đấy. Vậy ta càng nên trở về. Làm phiền cô tiếp tục theo dõi Hắc Phong, điều tra cho rõ mục đích của họ là gì. Được. Cô ấy đi rồi, ta cũng phải đi rồi. Ngươi đi cái gì mà đi? Ngươi làm thế này có giống con người không? Một mình ta ở đây bộ ta không biết sợ hả tên khốn này? Khốn khiếp, mau cút về đây. Nếu cô không muốn ở lại đây một mình, vậy thì chúng ta thỏa thuận đi. Thỏa thuận gì? Bất kể sau này xảy ra chuyện gì đều phải nghe theo. Dựa vào cái gì? Đừng có quên ta đã từng cứu mạng ngươi đấy. Sao mà quên được? Ta còn nhớ cô muốn giết ta cơ mà. Ta mà muốn giết ngươi thì ngươi đã chết từ lâu rồi, còn không phải là vì ta. Ngươi là cái đồ vong ân phụ nghĩa. Nói đi, có đồng ý hay không? Vô gì. Không đồng ý chứ gì. Ta đồng ý với ngươi. Người phụ nữ ngày hôm qua là ai? Tại sao ta phải nói với cô? Ta chỉ muốn hỏi cho rõ ràng thôi. Lần sau gặp lại tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta. Võ công của cô ấy có khi còn cao hơn cả ta. Cô luyện thêm 10 năm nữa cũng chưa chắc đả thương được cô ấy. Trước đây anh trai của cô từng nói với ta huynh ấy có một huynh ấy mong cô có thể tìm được một người thích hợp mà gả đi. Sau này đừng vung đao múa kiếm nữa. Anh trai thật sự giống như ngươi nói, vì cứu ngươi mà chết sao? Mau đánh trả đi, đừng làm bọn chúng nghi ngờ.
dựa vào đệ đấy. Hàn đại ca, huynh ấy hy sinh vì nước. Cẩn thận. Lan muội, tìm muội khó quá đấy. Sao muội lại đi chung với tên khốn này vậy? Triệu Vũ Khôn, ngươi thả ta ra, thả muội cũng được thôi. Chỉ cần tên cẩu tặc thiết bay tay chỉ trói, bọn ta không chỉ thả muội đi mà còn mời muội xem kịch hay nữa. Ta nói này các vị. Các vị đến là để giết ta, bây giờ tự bắt người của mình, thì sao ta phải khoanh tay chịu trói chứ? Cáo từ. Ở bên kia. Đúng. Đồ khốn nhà ngươi sao lại quay trở về rồi? Đã nói là thỏa thuận rồi mà. Ta sẽ không bỏ mặc cô đâu. Xem như ngươi có lương tâm. Bọn họ đâu rồi? Đi về hướng bên đó rồi. Ngươi làm gì bọn họ rồi? Yên tâm đi, ta chỉ phong bế huyệt đạo thôi. Ngươi tưởng rằng ai cũng giống ngươi ra ngoài không đem theo não à? Nhìn phương hướng chắc là đi về phía hổ môn ấy. Nhanh lên. Bên trong có người đang đánh nhau. Nhìn xem. Chắc trưởng môn, chúng ta cũng không muốn đi đến bước đường này. Chỉ là, Thiết Anh là tên ác tặc mà ai trên giang hồ cũng đều có thể giết được. Nếu ông nói Thiết Anh không có trở về, vậy chúng tôi chỉ đành cùng nhau lĩnh giáo rồi. Tuyệt học ngũ hổ đoạn hồn kiếm. Báo cáo, trưởng môn. Nếu các vị nhất quyết phải ép buộc nhau như vậy, chắc mỗ sẽ tiếp đến cùng. Bên trong hình như đánh nhau rồi. Cô ở đây đợi, đừng có vào trong. Bên trong nguy hiểm lắm, ta phải đi cùng với ngươi. Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Đừng hòng tổn thương sư phụ ta. Con sao rồi? Sư phụ, con không sao. Thích Anh. Các vị, có gì thì cứ nhằm vào ta. Làm khó sư môn của ta há có phải anh hùng? Hai chữ anh hùng phát ra từ miệng của ngươi, đúng là nực cười. Nếu kẻ phản đồ nhà ngươi đã xuất hiện, vậy thì nên cho mọi người một lời giải thích chứ. Ha! Nếu ngươi đã dám quay lại, anh hùng khắp thiên hạ đều đang ở đây. Ngươi mau nói rõ ràng mọi chuyện với mọi người. Nếu ngươi thật sự bị oan, vậy thì ngũ hổ môn tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ ai làm ô uế thanh danh của ngươi. Tề tướng quân, bây giờ giang hồ đều biết đao phổ ở trong tay ta, chi bằng lấy ta làm mồi nhử, nhất định có thể dụ được Hắc Phong ra.
thứ tiểu nhân bán bạn cầu vinh như còn rảo biện cái gì nữa. Bắt lấy hắn, trả thù cho những anh hùng đã hy sinh. Có gan thì đấu cho đến ta sống ngươi chết. Người của ngũ hổ môn ta, không thể để các ngươi tùy ý đem đi được. Sư phụ, đừng nhiều lời với bọn họ làm gì. Chỉ cần người ra lệnh, đồ nhi tất sẽ chút cơn tức này thay người. Thiết anh ngươi chớ có cuồng vọng. Thiết anh, vi phụ chỉ cần con tự chứng minh trong sạch với người trong giang hồ. Sư phụ, con không quan tâm việc bọn họ xem con là nghịch tặc. Đợi con luyện thành âm lưu kiếm pháp, thì giết bọn họ cũng đơn giản như giết con kiến vậy thôi. Thiết anh, ngươi đang nói bậy gì đấy? Không đánh mà khai. Hắn phụng mệnh phụng thích tướng quân đi lấy kiếm phổ, bây giờ tự ý chiếm lấy làm của riêng. Thiết anh, con nói với sư phụ, đây không phải là sự thật đi. Sư phụ, thích tướng quân cũng dễ dàng tin lời gièm pha giống như con không phân biệt được. Con nói con bán bại cầu vinh, âm lưu kiếm phổ là thứ con dùng mạng để đổi lấy, dựa vào đâu mà đưa cho bọn họ? Thiết anh, con đúng là hồ đồ. Sư phụ, người không hiểu được nỗi khổ của đồ nhi. Thiết anh đã thú nhận mọi việc, còn giữ hắn lại làm gì? Mọi người cùng nhau lên. Sư đệ, đệ mau đi đi. Có sự giúp đỡ của sư huynh thì dư sức để đối phó với họ. Nếu bọn họ đã muốn giết thì chúng ta giết cho thật thống khoái đi. Ta nói này Trác trưởng môn, hiện giờ chân tướng đã rõ, chúng tôi ngược lại muốn thấy ngũ hổ môn các người tính trừng phạt bọn phản đồ nghịch tặc này như thế nào. Được. Sư đệ, sư phụ người, vi sư đối xử với con như con trai ruột. Kể từ ngày hôm nay, ta và con ân đoạn nghĩa tuyệt. Sư phụ, ta, Trác Bất Quần, không có thứ đồ đệ bất nhân bất nghĩa như tên khốn nhà ngươi. Sư phụ, không phải con không có. Cha, sao cha lại làm như vậy chứ? Câm miệng. Thật là không ngờ đến, Trác trưởng môn lại có thể đại nghĩa diệt thân. Ta đây vô cùng bái phục. Sư đệ, sư đệ, không thể ngờ được Thiết anh lại chết trong tay của Trác Bất Quần. Bất kể ra sao, ngũ hổ môn cũng xem như đã cho người trong giang hồ một lời giải thích, cho người đem tên bao vây từ phía, đề phòng có người lẻn vào, kẻ nào dám xông vào giết không thương tiếc. Tên khốn nhà ngươi sao lại quay trở lại rồi? Ngươi đúng là đồ ngốc. Rõ ràng ngươi có thể chạy trốn, tại sao nhất quyết phải đi nạp mạng chứ? Sư đệ, đệ cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Đệ chưa chết ư? Không phải đệ bị sư phụ, trước khi xuất kiếm phụ thân đã phong bế huyệt đạo của đệ. Kiếm cũng xuyên vào khoảng trống giữa ngực và bụng của đệ. Dù bên ngoài bị thương, nhưng không ảnh hưởng đến ngũ tạng của đệ. Tại sao sư phụ lại làm như vậy? Sư phụ cũng chỉ vì che mắt người trong giang hồ, mới ra hạ sách này thôi. Là đệ có lỗi với sư phụ. Sư đệ, đệ thật sự đem kiếm phổ âm lưu kiếm pháp cho thích tướng quân rồi ư? Đương nhiên rồi. Đệ trở về, hắn lại muốn giết đệ. May là đệ sớm đã giấu kiếm phổ đi rồi,
không thì đệ đã đầu lìa khỏi xác từ lâu. Sư huynh, sư phụ người ấy không sao chứ? Mặc dù phụ thân không nỡ giết đệ, nhưng lại vì việc này mà đau lòng quá độ, lại thêm việc người bị nội thương. Hiện người đã bế quan rồi. Là đệ có lỗi với sư phụ. Sư đệ, đệ nghe ta khuyên huynh nói đi. Chúng ta tìm lại kiếm phổ đó, sau đó đưa nó cho phụ thân chính tay đưa cho thích tướng quân để giúp đệ hóa giải ân oán, rửa sạch tội danh. Sư huynh, đợi đệ khôi phục một chút rồi đưa huynh đi lấy kiếm phổ trở về được không? Đệ buồn ngủ rồi. Đệ muốn ngủ một chút. Vậy được, đệ nghỉ ngơi cho tốt nhé. Ta đi sắc thuốc cho đệ bồi bổ thân thể. Đa tạ. Huynh, ta không sao, ta không sao. Muội đừng lên tiếng. Tại sao muội đánh huynh như vậy còn nhẹ đó? Học được cách giả chết hù người rồi phải đừng không? Đừng có nói chuyện mà. Không phải vậy đâu, muội nghe ta giải thích. Để ta tiễn huynh đi. Bà cô của tôi ơi. Muội nghe ta giải thích đi mà. Tông chủ, sao rồi hắn nói ra tung tích của kiếm phổ chưa? Chưa, nhưng hắn bảo sẽ đưa ta đi tìm. Người cẩn thận bị hắn lừa đấy. Cần phải nhanh chóng lấy được kiếm phổ. Vâng. Sư huynh, đệ vừa bình phục, khó mà có thể đi được. Chúng ta nghỉ chân một chút rồi hắn đi. Được, vậy chúng ta nghỉ ngơi ở đó đi. Ông chủ, cho bình trà. Được rồi. Sư huynh, huynh có biết Hắc Phong được tương truyền trong giang hồ không? Hắc Phong? Đệ nghe được từ đâu vậy? Đệ chỉ nghe nói trên đường đi thôi. Có tin đồn Hắc Phong âm thầm cấu kết với giặc oa. Tất cả chỉ là tin đồn thổi mà thôi. Cũng giống như có lời đồn bảo rằng đệ âm thầm cấu kết với Hắc Phong để diệt Chu Kiếm Cốc và Thần Trưởng Môn. Không thể tin hoàn toàn được. Sư huynh là muốn nói. Tới rồi đây, khách quan dùng thong thả. Đây không phải Trác Thiếu Hiệp của Ngũ Hổ Môn sao? Nếu ta không nhìn nhầm, thì vị bên cạnh chính là Thiết Anh phải không? Đúng vậy, Trác Bất Quần ở trước mắt mọi người thanh lý môn hộ, thì ra là để qua mắt người đời thôi à? Trác Thanh Sơn, sao huynh lại giết người vô tội như thế? Nếu như không giết chúng, tin tức đệ còn sống rất nhanh sẽ truyền khắp giang hồ. Sư đệ, chúng ta mau chóng lên đường thôi.
Rốt cuộc đệ đã chôn cuốn kiếm phổ ở đâu vậy? Có để lại ký hiệu không? Tất nhiên là có rồi. Sư đệ, ở đây, sư huynh. Chúng ta cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc. Tình nghĩa mà huynh dành cho đệ đều biết cả. Sao đột nhiên đệ lại nói mấy lời này? Thật ra huynh hoàn toàn có cơ hội giết được ta, nhưng vì trong lòng còn nhớ đến cuốn đao phổ nên mới theo ta đến tận đây phải không? Ta giết đệ. Đệ đang nói linh tinh cái gì vậy? Ngày hôm đó, huynh hoàn toàn có cơ hội lấy được kiếm phổ từ tay của Matsuura Ryuichi. Chỉ cần huynh thêm tên của ta vào danh sách tên những người bán đứng Hàn đại ca. Tại sao huynh lại làm như vậy? Tại sao? Huynh có biết không? Bây giờ ta sống không bằng chết. Một bên là huyết thù của Hàn đại ca và các huynh đệ. Một bên là sư huynh tình như thủ túc của ta. Làm sao mà đệ biết? Thực ra ta chỉ đoán mà thôi. Ở thần trưởng môn, nhìn thấy vết máu mà lục môn chủ để lại trước khi chết. Ta vẫn không dám tin rằng những điều này liên quan đến ngũ hổ môn. Ngươi đang lừa ta. Một trong những người dẫn đầu của bọn họ bị ta ép đánh ra kiếm pháp ngũ hổ đoạn hồn. Từ đó suy ra, hắn rất có thể là người của ngũ hổ môn các ngươi. Cho đến thời điểm đó, ta liền biết điều này có liên quan đến huynh. Bởi vì ở ngũ hổ môn, ngoại trừ sư, chỉ có huynh mới biết sử dụng đao pháp này. Sư huynh, tại sao? Tại sao huynh lại giấu sư phụ để cấu kết với Hắc Phong? Hôm nay, ta phải báo thù cho Hàn đại ca và những huynh đệ đã hy sinh. Hình như ngươi đã đánh giá bản quân quá cao rồi đó. Với công phu hiện tại của ngươi, làm sao mà báo thù cho Hàn đại biu D.U.E.C.C.? Ngươi sớm đã có chuẩn bị rồi. Ta đã đưa kiếm phổ cho Thích tướng quân từ lâu rồi. Ngày hôm đó, ngươi đã ở trước mặt tất cả anh hùng trên thiên hạ. Thiết anh, ngươi đối với bản thân tàn nhẫn thật đấy. Anh, đây là vũ khí mà lão phu tạo ra cho cậu. Thì ra ông là Âu Cốc Chủ. Ta nghe Thích tướng quân kể về ngươi, cảm thấy kính phục ngươi vô cùng, bắt lấy. Sư đệ, khi còn bé chúng ta đều muốn trở thành nam tử. Lẽ nào huynh quên rồi sao? Đám người Hàn đại ca có rất người người võ công không bằng huynh, nhưng họ lại sống rất ngay thẳng. Ta, đệ giết ta đi. Giết huynh để làm gì? Giết huynh rồi thì linh hồn của Hàn đại ca sẽ được yên nghỉ sao? Họ đã hy sinh vì đất nước. Hiện nay, hàng trăm vạn bách tính Giang Nam và sinh mệnh của các tướng sĩ Thích gia đều phó thác vào thanh kiếm này. Nói cho ta biết, kế hoạch của Matsuura Ryuichi rốt cuộc là gì? Nói. Một tháng trước, lũ lớn chết đông, có ngàn dặm dân tị nạn. Matsuura Ryuichi định dùng thế cục này làm rối loạn lòng dân. Hắn tính cho nổ tung kho lương thực cứu trợ của triều đình. Sau đó kích động thế lực giang hồ tạo phản. Cho đến lúc đó, Đông Nam đại loạn, Thích gia quân khó cả đôi bề, giặc Oa cũng tự nhiên giành được thắng lợi.
Có vẻ như tòa nhà đã bị bỏ hoang. Lẽ nào là sợ chúng ta à? Không tốt. Ở đây có thuốc súng. Vậy thì đúng rồi. Đây là bản đồ vận chuyển lương thực cứu trợ thiên tai của triều đình. Hơn chục quận này sẽ bị chôn cùng. Lúc này, sự bất mãn của dư luận vẫn đang sôi sục. Tình hình hiện tại rất nguy cấp. Ngươi xem, lương thực của triều đình sẽ đi qua con sông này. Tính toán thời gian, hôm nay lương thực của triều đình sẽ dừng lại ở gần đây. Xem ra, ngươi sợ không phải là chúng ta. Sự việc không thể chậm trễ. Âu cốc chủ, làm phiền ông đem tình báo quân sự nói cho thích tướng. Ta và Nguyệt Nương còn có Kha Lan cấp tốc đến nơi được đánh dấu trên bản đồ, giải cứu lương thực trước khi Hắc Phong và Masura hành động. Âu cốc chủ nhớ hãy cẩn thận nhé. Bảo trọng. Đốt đi. Đao pháp ngũ hổ đoạn hồn. Ngươi là sư phụ Thiết Anh. Nếu đã nhận ra vi sư, vậy thì giúp vi sư một tay đi. Không thể nào. Không thể nào. Ngươi đưa con đi kháng nhận. Có gì là không thể? Vi sư đưa ngươi đi chỉ vì ta đã sớm biết Thích Kế Quang muốn tìm người trà trộn vào giặc để trộm đi kiếm phổ âm lưu của nhà Masura. Hắc Phong là sư phụ của ta. Tại sao người lại làm như vậy? Thiên hạ ắt sẽ đại loạn. Chúng ta nhân cơ hội này để củng cố ngũ hổ môn. Chỉ có liên minh với quân Oa mới là sự lựa chọn tốt nhất. Ông không phải là sư phụ của ta. Sư phụ của ta sẽ không nói ra những lời này. Thiết Anh, đừng ngây thơ nữa. Vẫn nhớ ngày ấy, các phe phái trên giang hồ đã ức hiếp ngũ hổ môn như thế nào? Giang hồ không thể không có quy tắc. Mọi việc mà vi sư làm đều là để thống nhất giang hồ, ổn định thiên hạ. Sư phụ, đừng vì sự ích kỷ của chính mình mà khiến cho muôn dân trong thiên hạ vạn kiếp bất phục. Con ngây thơ quá. Giặc Oa chỉ là lý do khách quan. Nội loạn mới là vấn đề nghiêm trọng đó sư phụ à. Thiên hạ đại loạn, người khổ nhất chính là bách tính. Con không thể nào chính quên. Sư phụ đã cứu con ra từ những lưu dân. Nhưng nếu người muốn nhiều người phải làm lưu dân hơn, tạo ra cái chết của nhiều người hơn, thì đệ tử Thiết Anh không có sự lựa chọn. Con không có sự lựa chọn. Come on.
Nguyệt Nương. Nguyệt Nương. Hỡi các tướng sĩ, kính linh hồn của những anh hùng. Kính linh hồn của các anh hùng. Kính linh hồn của các anh hùng. Đánh xong trận này ngươi có dự định gì? San bằng ta cũng sẽ không quay về xưa. Ta sẽ trồng vài mảnh ruộng ở gần đây. Lấy vợ. Sinh một thằng nhóc mập mạp, sau đó sống những tháng ngày bình đạm. Ý tưởng rất hay. Để biết ta có một đứa em gái không? Ta biết chứ. Hay là ngươi làm em rể ta đi? Vậy là hai huynh đệ chúng ta có thể ở bên nhau suốt rồi. Đồng ý không? Nói đi, có đồng ý không? Không đồng ý. Đồng ý. Không đồng ý. Đồng ý. Vậy nói rồi đấy nhé. Huynh đệ tốt.